từ Đắk Nông ngày 21 tháng 8 năm 2019, báo tuổi trẻ cho biết dù không được phép, công ty Đức Thành đã tự ý đổ hàng ngàn mét khối xỉ thang trò từ sản xuất nhiệt điện của nhà máy alumin Nhân Cơ ra môi trường. Công ty này có trụ sở ở Sài Gòn và là đơn vị gom xỉ thang trò của nhà máy nhiệt điện phục vụ chất alumin từ quận Bô ở Đắk Nông. Còn Nhân Cơ là một trong hai nhà máy của dự án khai thác bô xích để sản xuất alumin cho thị trường Trung Cộng. Nhà chức trách của thị xã Giang Nghĩa cho biết hàng chục xe tải lớn của công ty Đức Thành chở sĩ và cho từ nhà máy alumin nhân cơ đổ ra khu vực mỏ đá 4A xã Đắc Nghia, thị xã Gia Nghĩa. Công ty này cũng đổ chất thải độc hại một cách bừa bãi dọc quốc lộ 28, đoạn từ thị xã Gia Nghĩa về huyện Đắc Long đất ở khu vực mỏ đá 4A đã được Ủy ban tỉnh giao cho Ủy ban thị xã Gia Nghĩa sử dụng để phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, không phải để đổ chất thải từ nhà máy alumin nhân cơ, một viên chức cao cấp của tỉnh cho biết. Các thú vị nhà cầm quyền đã lập đoàn kiểm tra việc đổ chất thải bừa bãi của công ty Đức Thành và yêu cầu đơn vị này khắc bằng cách thu gom chất thải đổ từ bãi ở hai vị trí nêu trên về đúng nơi quy định theo hợp đồng với nhà máy alumin nhân cơ. Đức Thành có trách nhiệm thu gom đổ 120 tấn tro bay và 102 tấn xỉ đáy và 20 tấn xỉ lò trong một ngày từ nhà máy nhiệt điện của tổ hợp bôi xích này. Công ty này đã được trả 1.7 tỷ đồng để vận chuyển 62.000 tấn chất thải các loại từ nhà máy nhiệt điện ra nơi trùng cất dự án khai thác bô và sản xuất alumin ở cao nguyên trung phần bị nhiều trí thức và cả đại tướng võ nguyên giáp phản đối dữ dội vì lý do an ninh quốc phòng môi trường và cả kinh tế dự án này là một trong nhiều dự án do nhà thầu trung cộng thực hiện